này ai thấy mà cũng ham, mà tiền bạc cũng có, công việc làm mà cũng trắng chê. Ban ngày làm mà túi lại mà ngủ mê, ai mua mắt mua dẻ bán ông nậu cha cho giàu, dồn tiền mua cũ xe lâu. Chở phân mà chở cứt cái lần hầu mà nuôi con, thấy chứ cái nghề này cũng khổ lắm. Tôi nói là nghề lấy cướp, cướp quần dơ mà áo ướt. Đó, thôi giờ hết rồi hả? Wow, hay quá chú ơi. Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình có một vị khách đặc biệt, đó là hôm nay là mình đang ở Bình Thuận là gặp chị Thái nha Biển. Xin chào cả nhà và xin chào mọi người trên kênh Bếp Trên Bảng. Mình là Thái Nhà Biển và đến từ Bình Thuận. Và đây cũng là khu vực của quê mình. Thì hôm nay ba chị em ngủ dậy rất là sớm, tối là ba chị em ôm nhau ngủ khấn khích lắm. Nhưng mà sáng ngủ dậy sớm quá, tầm khoảng 5 giờ sáng thôi. Thì em mới nói là giờ chị dẫn ba đứa đi thăm cái cảng cá lớn nhất của Bình Thuận về chị. Cũng không có rủ mấy anh chị kia, không biết về có bị trách không nữa. Nhưng mà không sao nha. Đằng sau em đó chính là những cái ghe tàu rất là lớn. Rất là to luôn á. Đúng rồi. Đây là của ngư dân người ta đi đánh bắt cá các thứ hả chị? Đây là những ghe tàu là đi đánh bắt xa bờ. Là thường tầm khoảng là 1 đến 2 tháng mới vào. Là mang những cái con cá khủng rất là lớn luôn. Tí nữa chị sẽ dắt em vào cảng cá Phan Thiết. Có những con cá to này không chị? Nói chung là cá to, cá nhỏ hay là như thế nào, nhiều ít là cũng tùy vào duyên nữa. Thì ở Thái đang đi trên đường á, là dắt hai bạn đi trên đường là Chân Chắc. Còn bên tí nữa em chị dắt em vào tham quan cảng cá. Tí chị sẽ dắt em ăn một cái món đặc sản của Phan Thiết. Và buổi sáng rất là đông luôn. Đó chính là cháo cá kho bắp chuối. Wow. Lạ không? Lạ không? Đặc sản của là Vê Thái luôn mà đông lắm nha cả nhà. Là cô Nga nấu cháo cực kỳ ngon luôn. Đằng bên phía tay trái của Thái là có các anh ngư dân này. Thì các anh ở trên thuyền là sẽ kiểm tra máy móc và chuẩn bị cho những ngày sắp tới để đi đánh bắt. Thế họ đi một lần là đi tầm bao giờ lại quay về tiếp hả chị? Những cái tàu lớn thường họ sẽ đi từ 1 đến 2 tháng. Còn những thuyền nhỏ thì họ sẽ đánh bắt gần bờ là sáng đi chiều về thôi. Em thấy trên các thuyền là có chữ số không? Có. Đây, đó chính là một trong những là ngư dân miền Trung mà đi đánh bắt thuyền á. Để nhận biết được con thuyền nào ở tỉnh nào thì sẽ có ký hiệu là duyên của mình. Ví dụ Bình Thuận sẽ có ký hiệu là BTH là Bình Thuận. Sau đó là mã số. Là như vậy. Nó như này để nhận biết giữa biển ấy. Với lại là hôm nay là mấy chị em mình đi vào trúng những cái ngày rằm, cho nên là nước cạn á, mình chỉ thấy là mực nước rất là cạn luôn. Thế bây giờ mình đi ra cảng chị. Giờ mình tranh thủ nha. Mình tranh thủ mình ra cảng mình xem thử là các cô các chú á là vào được những con cá siêu to siêu khủng hay là độc lạ gì không. Chợ Cồn Trà cảng cá Phan Thiết. Chợ Cồn Trà. Chợ Cồn Trà nằm bên trên này em. Ngay trên này đúng không chị? Đúng rồi. Ôi lạnh nha. Bình minh ơi dậy chưa? Đẹp ghê luôn á. Chị thường về là hát về bình minh không? Không chị không thường. Nhưng mà giờ là mấy chị em mình dậy, giờ tới đây là cũng hơn 6 giờ rồi. Hy vọng là mình đi đến chợ Cồn Trà và chỗ cảng các ghe tấp nập vào á là sẽ hy vọng sẽ gặp được nhiều cá. Ở đây là sẽ có những cái xe đông lạnh sẽ chở cá vào các chợ như chợ Bình Điền nè, hoặc là chợ Củ Cải nè, hoặc là những cái chợ ven từ Sài Gòn, hoặc là mình sẽ di chuyển xuống miền Tây và các tỉnh miền Trung nữa. Đây là cái xe ra nhập cá phải không chị? Ra chở cá đi đó em. Bác là đi nhập chai luôn. Vớt chai ở dưới sông đó em. Nó sẽ vệ sinh nó sạch sẽ hơn. Tí nữa hồi nãy là mình thấy những cái con thuyền kia là lớn rồi đúng không? Vâng. Tí nữa em đi tầm khoảng 100 mét nữa là sẽ thấy những con thuyền thu mua. Rất là siêu lớn luôn. Một con thuyền thu mua như vậy á, là phải chở phải là cả 100 tấn. Wow. 100 tấn hàng. Thu mua là để đi khắp các tỉnh luôn hả chị? Họ thu mua ở Trường Sa hoặc Hoàng Sa nè, hoặc là ở nói chung là ở trên mặt biển của miền Trung mình ấy. Rồi mang ra đây đổ. Mang vô đây sẽ bán. Dạ. Đúng rồi. Và những chiếc thuyền hồi nãy mà mình xem là những thuyền đánh bắt. Còn tí nữa gần tới kìa. Đó em thấy chữ thu mua. Wow.
Có, em thấy rồi kìa. Rất là to luôn. Còn ghi cả chữ rõ ràng là thu mua luôn. Đúng rồi. Ở đây em đi là em thấy lạ lạ so với chợ trên em không? Có, cực kỳ lạ luôn. Chợ trên em rất là ít hải sản luôn anh chị. Đến nay thì toàn là hải sản mà bán chủ yếu là rất là nhiều luôn. Nhưng mà chị em mình vẫn chưa tới cái chỗ đánh cá vào nha. Này, nhìn xa xa là thấy các cô chú là đang đóng hàng rồi nè. Đây là mùi đặc trưng của biển, đó chính là mùi tanh. Tại vì rất là nhiều cá. Ra tận đây nó còn nồng hơn chị nhỉ? Đúng rồi. À, chị sẽ chia sẻ cho em nha. Đây là tàu dừa. Thì cái này là sẽ đi đánh mực hoặc là lưới giúp cá để chui vào dưới á. Đây. Đây là người ta cũng lấy lá này để đi đánh cá hả chị? Đúng rồi, đánh cá, đánh mực. Với lại cái lá tàu dừa ở quê chị rất là mắc tiền nha. Một cái tàu dừa vậy là vài chục ngàn đồng một tàu á. Giờ mình đi tiến tới chỗ hải sản nha. Đây, trước mặt em là gọi là chợ Cồn Trà nè. Ờ, thấy chưa? Thế là mình muốn ăn hải sản tươi là chắc chắn phải ra chợ Cồn Trà này. Đấy, mọi người lên đi du lịch Bình Thuận là mua đồ hải sản cực kỳ tươi thì có thể ra chợ này nha, chợ Cồn Trà này nha. Như là em nghe ở đây cũng là cảng cá và cũng là chợ đầu mối lớn của Phan Thiết. Với lại thường là các cô chú lúc mà đánh bắt cá vào á, đôi khi mình quay phim á là các cô hơi khó, nhưng mà thực chất là các cô á, kiểu như là cái cô đang buôn đang bán á, mình sẽ xin phép mình quay nên là không sao hết. Đây là cá bớp biển nè em. To. Cá bớp em. Cá bớp này là nấu lẩu măng chua ngon lắm. Hôm qua là mình có ăn cá bớp mà chị nào. Là cái con cá này. Không, hôm qua mình ăn cá bơm. Con bơm. Mình ăn cá bơm. Không phải cá bớp. Đúng rồi. Đây là cái cô đang lựa cá để mua nè. Bên này là cá chim biển. Cô ơi cho cô xin bay một xíu nhé. Đây là cá chim biển nè. Dạ. Đây là cá liệt đúng không cô? Đây là 500. Đây là 500, dạ. Dạ, đây là cá liệt mớm nấu canh hành ngò rất là ngon luôn. Còn bên này là cá chim này mà lớn một xíu á. Dạ, con người bình thường ạ. Còn các bạn là đang ở trên dân tộc ở trên Tây Bắc. Dân tộc Hơ Mông em. Đúng rồi, con là dân tộc Hơ Mông á cô. Cô biết nói tiếng Mông cô. Cái cá này nè, cá chim này ngon lắm, nấu canh chua cực ngon luôn. Dạ, chiên. Nếu như mà lớn là xuất khẩu sang số 1 thị trường Trung Quốc. Cái này cá này cũng là cá xuất khẩu luôn. Đúng rồi. Cảm ơn chị. Wow, cá thu to lắm nè. Đúng rồi. Thích nhờ. Đây là chị mà em mà có con cá to này là thế, nhưng mà sau khi mình đã mua xong là mình mới mang về cho đá lên này đúng không? Khi thu mua xong á là mình sẽ cho đá lên thế này để tươi. Cho con quay tí xíu nha. Dạ, đây là cá thu, một trong những là cá thu siêu ngon luôn. Đây, ngắm đi em. Dạ, con cá to. Một con gì tầm bao nhiêu ký vậy cô? 5-6 ký. Cái giá hiện tại là bao nhiêu cô ạ? Giá hiện tại 170.000 là cá tươi như thế này. Mà con to hả? Tươi xanh luôn nè. Thế là lúc sáng là các cô vừa đánh bắt về luôn à? Cá thu này mình sẽ có hai cách ăn nha. Cái thứ nhất là mình sẽ cắt lát ra mình nấu canh hành ngò nè. Cái thứ hai nữa mình cắt phanh ra mình phơi một nắng. Chiên ăn với cơm cực ngon luôn. To lắm. Giờ đi thăm quan thêm nha. Mình đi tìm loại cá khác. Cô cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô. Đây là khu vực là mực. Đây này rất nhiều mực này chị. Đây là mực sữa, mực ống sữa, là mực ống mini á. Mực này mình này, coi cái cô kéo đi nè. Đây. Đây mọi người đóng xốp. Đây, mình sẽ đi ngang qua chỗ các cô đang mua cá để đóng vào Sài Gòn này. Cá này nè. Cá này là cá bạc má. Cho cô xin vay một xíu nha. Đó, tươi xanh luôn. Cá
cá bạc má. Cá bạc má. Ờ. Cá này tầm bao nhiêu tiền vậy cô? 80.000 một ký là giá tại biển nha cả nhà. Còn nếu mà giá tới các buôn chợ khác là sẽ tăng dần dần lên. À, vì phải cho cái người buôn có lời nữa. Đúng rồi. Ở đây là các chị đang lấy sỉ á. Mà cá này đi cá lưới hai vào tươi lắm. Đây, con mắt này tươi xanh luôn. Chợ này em thấy. Đó. Cá bạc má này mà nấu canh chua là ngon lắm á. Ăn hết một nồi cơm luôn. Em đã tưởng tượng ra rồi. Đói lắm á. Dạ. Bên này vẫn còn nhiều lắm. Nhiều lắm. Em sẽ đi từ từ từ. À, hy vọng là sẽ có rất là nhiều cá đen chị em mình quay hay. Đấy, cá hố to quá ha. Con cá màu bạc này cũng gần giống như con cá trình của con mình. Chưa là có quay ở đây Đây là cá hố kho hành ớt nè. Rất là ngon luôn. Con này là con siêu to rồi đó. Chú ơi, cá hố bây giờ là giá bao nhiêu rồi chú? Bao nhiêu tiền một ký luôn hả chị? Dài. Một tầm 120-130 con này to hơn. Cá này là tầm khoảng 100-120 ngàn một ký. Thế là rẻ hơn đấy, rẻ hơn chứ. Rẻ hơn mấy chợ mà em đi rất là nhiều luôn. À. Tầm 150 một cân. Ồ, bên đây thì thấy có con cá to này, như cá thu hả? Hôm nay nhiều cá thu cả nhà nhờ. Đây. Wow, cá thu siêu to luôn. Này là cá cam đúng không cô? Nè, cho con xin cầm lên được không ạ? Quay xem một tí nha cô. Đây, để chị cầm lên cho em xem nha. Wow, thích thật đấy. Ôi. Em sờ với được không? Ừ. Này rất là tươi. Cá này tầm bao nhiêu tiền ký vậy cô? 70.000 một ký. Wow, rẻ nha chị nhờ. Sẽ có những vài con cá là từ vài chục cho đến 100.000 một ký. Mình sẽ nói chung là ở đây đó là chợ cảng mối vào á. Nên là giá sẽ rất mềm. Cái gì chưa, em cũng có một chợ cá như thế này. Thích thật đấy. Đây là những loài cá nhỏ này. Thấy con cá hồng hồng này. Là cá hồng luôn đó. Tên cũng màu hồng luôn đó. Đây là cá hồng nè. Đây là cá đục chị nhờ. Dạ. Cho con quay một chút nha cô. Con xin phép quay một chút ạ. Đây là cá bóng đục. Này thường mình cũng là kho luôn hả hay chị? Cá bóng đục này mình sẽ chiên giòn cũng được mà kho tổ cũng được luôn. Đấy, cá hồng ở đây á là rất là tươi luôn, con mắt long lanh luôn á. Ừ. Mà vào đây thì thấy mọi người hoàn mình vào đây cho nên chỉ cần mình xin phép là các cô cũng rất là tình luôn. Tình. Ồ, cá thu có bớt nữa này. Cá màu đen là cá bớt. Cá bớt. Đúng rồi. Con này phải là 4-5 cân hả? Ừ. To gì. Wow. Lần đầu mà em vào chợ bất cập buôn bán xỉ như này thích thật đấy chị ạ. Không khí nó chị hôm nào mà sắp xếp được về nhà chị một lần á, chị sẽ cho tụi em đi đánh cá luôn. Kiểu nhìn thấy nhiều cá như này rất là đã mắt, rất là thích luôn ấy. Đây cả nhà, đây là một cửa hàng bán cá và đây là cá mối. Cá mối này là ướp phơi hoặc làm chả cá cũng rất là ngon luôn. Đây là một người chị quen của mình đang ngồi bán cá luôn. Dạ. Ở đây người dân rất là thân thiện cho nên là mình cứ mạnh dạn xin là ở đây là cho hết. Này. Cameraman quay cạnh cá mối nghe. Ui. Trời ơi, thấy con cá này nha. Cá mà còn trơn trơn nhớt như thế này mới là tươi cả nhà. Rất là tươi luôn, vừa được bắt trên tàu. Con cá hơi giống con cá suối, cá bóng trên đúng rồi. Giống với con cá suối nhưng mà nó to. Cá này tầm bao nhiêu vậy chị? Nó ở biển rồi. Cá này tầm bao nhiêu một ký ạ? 60.000. Rẻ nhờ. Đúng là chợ trong, nếu là các bác nào đi du lịch mà muốn cá thì là quá. Nhớ đấy. Cảng cá Phan Thiết nha. Em cảm ơn chị nha. Em cảm ơn ạ.
Ừ. Ừ, bên này cũng là cá thu. Hôm nay là có một ngày của cá thu luôn cả nhà. To lắm, rất là nhiều luôn. Mà giá đang rẻ nữa. Dạ, con chào cô. Ồ, bên này có cá hố nè. Wow. Ờ, Thái phát hiện có một nơi vào cá siêu to luôn là ở bên này. Trên này người ta rất là nhiều cá thu để không bố lấy nào quá. Không, cá này là cá khác nha. Ồ, cái này là cá khác nữa. Đây không phải cá thu à chị? Dạ, không. À, dạ, cá sọ dừa anh chị. Nãy qua cá ra cá cơm 40 được em. Cá này là cá sọ dừa, nấu lẩu ngon. Cái cá này như là cá lươn. Nó giống giống như con cá trình đúng không? Dạ. Nhìn như con lươn chị nhỉ? Cá lại. Dạ. Coi cái thịt này. Đã không? Nhà chị này chứ là nhiều cá to, cá sọ dừa này nhiều nhất nha. Hôm nay là dạy trúng mùa cá sọ dừa cả nhà. Nhiều luôn. Đây, em coi cái số thịt của nó là rất là chắc luôn. Đây, con cá này mà kho. Ồ, đã không? Đó này mình kho mê ha. Ăn cơm chắc là tốn nhiều cơm lắm. Dạ. Anh nói là coi chừng dơ cái tay. Dạ. Con này là một con tầm bao nhiêu ký anh nhờ? 3-4 ký một con ở nhà. Một cân bao nhiêu ạ? 80 nghìn. 80 nghìn thôi ạ. 80.000 một ký rồi. Cái này là cũng là nhà hàng là tầm mấy trăm nhờ chị nhờ. Đúng rồi. Dạ dạ. Anh ơi anh cho em xin cầm lên chụp hình một con được không? Nha. Cầm lên chụp hình lấy cơm neo nha. Được không? Dạ. Sờ đi em, sờ đi. Nặng lắm. Cô cảm ơn cô nha. Con làm mơ đó. À, đã quá. Dễ thương. Dạ. 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 Xích lô đưa cá đi nè. Dễ thương quá. Ở đây là các cô đang đợi thuyền vào nữa nè em. Là cô ăn sáng luôn. Đây là kiểu em thấy các cô bán cá ở đây là mỗi cô là sẽ có một cái thuyền riêng à? Không, thuyền vào mua, thuyền khi mà vào rồi là các cô ở dưới là coi thử cá nào vừa rẻ vừa tươi vừa ngon. Thì các cô sẽ mua và sẽ đóng đi cho các sĩ nè, hoặc các chợ á. Nhưng mà là ai mua cũng được không? Đúng rồi, mình mua cũng được luôn. Hay. Tức là hôm nào mình sẽ ngồi đây đợi á, mình dậy thật là sớm, ngồi đây đợi thuyền á. Hay là mấy chị em mình bỏ vô cái vỉ là mua cá về Tây Bắc bán nhờ. Dạ. Hay là mình ngồi đây cùng các cô luôn. Hôm nay là quay video sẽ hơi ồn ào một chút, nên là các bác thông cảm, tại vì hôm nay là chợ rất là tấp nập luôn. Nhìn thấy vui vui luôn. Bây giờ hoàng hôn, mặt trời cũng lên gần cao rồi á. Mình có lên nữa. Bên này là các cô cũng đang bán nữa nè. Là chỗ này là cái cổng đi vào á cả nhà. Các chị đang làm mực nang này cả nhà. Đây là dạ chào chị. Mực nang nút. Mực này là làm sạch da là bắt đầu là mình để nhúng lẩu hoặc nướng chị ha. Dạ. Bánh mì cay. Dạ. Dạ. Chị ơi mực nang này là tầm bao nhiêu tiền một ký vậy ạ? Thành phẩm là 160.000. Thành phẩm là 160.000. Rẻ ha. Một ký mà bao nhiêu con chị nhỉ? Hết rồi. Dạ. Chị ơi, em thấy có trứng giái kìa, cho em xin vay được không? Cô lấy móc hết mắt. Đây, em. Ở đây là trứng không chị? Đây là trứng giái mực. Trứng giái mực. Ờ, cho em xin này, cái này mình có thể ăn như ăn thế nào? Ăn được, rửa sạch, bắt lên ăn. À, bắt chanh lên ăn luôn, ăn sống luôn à? Nhất mà. Wow, hay ha. Hay quá. Đây là cái
trứng của con mực. Giống con mực này. Đúng rồi, giái con mực. Giái con mực. Đâu quay vậy? Dạ, ở Tây Bắc ạ. Cái này nó giống như ngọc kê em ơi. Dạ, dạ đúng rồi, kê. Em cảm ơn chị nha. Đúng là đồ hải sản đây tươi sống. Thế là kê con mực này là bao nhiêu hả cô? Hả? Kê con mực này là khoảng bao nhiêu? Đây là 120.000 ký. 120.000 một ký. Rồi chị sẽ dắt em ra coi tàu thu mua nha. Dạ, lớn lắm. Dạ. Chào cô ạ. Tới... Này. Gì vậy? Mấy cái tàu này là vào lúc 4-5 giờ sáng nè. Lúc đó chị em mình vẫn còn nằm trên giường ôm nhau. Ngon quá nên là chị em mình mới dậy muộn á. Nhưng mà tới là cũng được cảnh cáo vào chắc cũng được ha. Đây, bên này là có tàu thương mua. Đây, thấy siêu lớn chưa? To thật á. Con tàu này là phải nói là siêu to, siêu khủng luôn. To. Đây, đó là tàu thu mua, là to mấy gấp mấy lần tàu được đánh bắt. Nó thu mua ở đây xong nó lại chở đi đâu rồi nhỉ? Tàu này sẽ chạy ra ngoài biển. Sau đó là họ sẽ thu mua các thuyền tàu đánh bắt xa bờ. Xong đó là chị chạy vào các cảng cá, ví dụ cảng cá Vi Nhơn hay là cảng cá Bình Thuận, tấp vào cảng nào thì bán cho cảng đó. Xong nó thu mua xong này nó ra đây nó lại bán cho người dân đây. Đúng rồi. Để mà cái tàu thu mua này một con tàu phải là rất là nhiều tiền. Tức là rất chứa rất là nhiều tấn cá luôn chứ chị. Hàng trăm tấn á. Hàng trăm tấn luôn. Đúng rồi. Thế là chứa được nhiều cá. Đó là hải sản Việt Nam trên đây này quảng bá nhiều hơn để cho thế giới nó biết nhiều hơn đấy. Để cho mọi người biết nhiều hơn về. Giờ em đói bụng chưa? Rất là nhiều cá tươi. Em đói bụng rồi đúng không? Giờ mình đi ăn nha. Ăn cái gì về cá nha chị? Mình sẽ ăn cháo cá kho. Yeah. Let's go. Em biết vì sao mà chị chọn cháo cá kho không? Buổi sáng là mình dậy á, là mình hơi lạnh lạnh và ăn cháo nó nóng á, làm cái cổ mình nó ấm. Người mình sẽ khỏe hơn. Cá kho đây. Mà mình đang nhìn thấy rất là nhiều cá tươi này. Ồ, bên kia cá to. Phải đi ăn cá thôi. Ồ, đây là mực nè. Chị ơi cho em quay một xíu được không? Nè em, đây là mực ống nè, siêu to luôn. Wow. Em có thể bắt lên được không? Đây em. Ai. To bằng con cả con tay em. Này. Chị ơi mực này tầm bao nhiêu tiền một ký vậy ạ? 4 con một ký giá 201 với cả nhà. Đây là giá ở cảng. Cả nhà mà có đi vào các chợ khác nữa là giá sẽ lên một xíu nha. Còn nếu như mà mua đến Phan Thiết mà để mua được cái giá tốt, giá gốc thì cả nhà hãy đến với là cảng cá Phan Thiết nha. Như vậy như em thấy cũng có rất là nhiều cái gì cũng rẻ nhỉ. Bên này là mực nhỏ hơn nè. Cảm ơn chị nha. Em cảm ơn chị ạ. Đây là bạch tuộc con rồi chị. Đây là bạch tuộc con. Bạch tuộc này 8 con có 10 con. Dạ. Em là nhiều ghê. Em đầu tiên được sờ con bạch tuộc. Wow. Đã hả? Con này mà nướng sa tế rồi. Thêm bi nữa cả nhà. Đáng yêu. Chứ anh Hải ăn mà em ăn mực nhảy ấy chị. Dạ. Bị dính không? Anh Hải bị con mực cắn mồm luôn chị. Ồ, giờ có chảy máu. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Em cảm ơn chị. Ồ, con mực hình như là cắn chú nghe cái đầu đúng không ta? Dạ. Em thấy cái thúng đang chạy vào không? Là đó. đang đi ghẹ, cái con ghẹ. Tí nữa chị dẫn em tới đó xem nha.
trước mình có thể đi thuyền thúng nhưng mà là các cô chèo bằng cơm, thuyền thúng chạy bằng cơm. Đây là các chú là đi biển vào nè. Các chú ơi, chào các chú buổi sáng. Các chú ăn sáng chưa? Anh ăn sáng chưa ạ? Chưa ăn sáng luôn. Anh ơi, em có thể nào xuống quay ghe anh được không? Được hả? Được em thử cảm giác lên ghe không? Thích, em rất thích luôn. Đứng lên nhưng mà được lên luôn cho anh ơi. Em không biết được. Chị cũng không biết, chị cũng không biết. Ô nhưng mà khó nghe. Khó không? Cái tàu này rất là lớn luôn. Wow. Dạ xa lắm mình không có lên được. Ê, đồ nghề chuẩn bị xong là đi vào thuyền tiếp đây. Đi uống ba bình ghẹ, dạ. Ngàn ghẹ cho nữa. Thế là chú đi trong ngày thôi hả chú? Sáng vô. À, sáng vô. Xong là tối về à? Thế chú... có lần nào mà chú đi cả tháng không? Dạ. Có lần nào chú đi cả tháng không chú? Không không. Đi sáng mới đi mấy ghẹ cả. Dạ. Là cái nghề đánh lưới này là mình sẽ đi trong ngày mà là sáng mình đi, mình chiều mình vào. Dạ. Sáng đi. Sáng này đi, sáng mai vô lại. Một ngày đánh bắt vậy tầm bao nhiêu tiền chú? Không hên xui, có bữa lỗ dầu, có bữa kiếm 5-3 triệu rồi, 20 triệu đủ, đủ thứ. Dạ, tùy ngày chú nhờ. Đây là thuyền chú hả chú? Không ạ, thuyền này của trong cá thu. Thuyền này là đánh cá thu. Dạ, cô cảm ơn chú, chúc chú là đi biển là chiều vô rất là nhiều ghẹ. Cảm ơn chú nha. Người dân ở đây rất là thân thiện cả nhà. Cái thuyền này đi đâu rồi chị ạ? Đi lên cái chỗ này không biết là tấp vào khúc nào nữa. Ở đây á, các em biết không, tàu không phải vô cùng một lúc mà là sẽ vô từ từ mà vào đông nhất là lúc 4 giờ sáng và cái cử thứ hai mà đông nhất nữa là vào 12 giờ trưa. Đây. Em nghĩ là chắc là tầm 7-8 giờ là nó bắt đầu tan dần rồi không? Nhưng mà cũng sẽ có những thuyền người ta đi trễ người ta vào. Còn những thuyền đi sớm người ta sẽ bán được giá hơn. Bởi vì 4 giờ sáng người ta vào người ta sẽ thu mua đến các chợ là vận chuyển tới đó là 7-8 giờ sáng. Là lúc đó là sẽ vào sớm là sẽ được giá cao hơn. Ừ. Hôm nay là mai có chị Thái nhà biển là thổ địa đây là dẫn hai chị em đi. Không là hai chị em không biết thế nào mà biết nhiều hơn về các loại cá, về cảng cá ở đây. Lần đầu tiên cameraman ơi, đã quá đi. Ui. Đây. Đây bây giờ người ta bắt đầu vận chuyển cá từ dưới lên đây này. Wow. Ui. Đây là cá lưới 2 này cả nhà. Dạ chào anh. Ôi. Ôi. Anh ơi. Dạ con chào chú. Con chào chú. Ô, cá này là cá chích đó chú hả? À? Cá chích. Wow, 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 wow. Ôi, đây là cho các con cá này người ta có thả xong bán đúng không chị? Cá này là mình sẽ nướng, nướng hoặc là mình sẽ phi lê. Dạ. Làm gỏi cá chích. Anh đi từ hôm nào rồi hôm nay mới về anh? Hôm về hôm mà. Dạ. Hôm giờ này vô, cái dầu bao giờ á? Dạ. Thế là dạ, đi từ chiều hôm qua à? Thường là như thế là đây là đánh bắt vào buổi tối rồi. Là chiều đây, sau đó là đánh bắt ngâm lưới vào buổi tối. Đánh, đánh ở trên biển ấy. Nó sáng vào bên cá chợ chúng ta. Ôi, ơi, nhiều cá chứ à. Mấy cái thúng bên kia kìa. Là họ đánh bắt cái gì chú nhờ? Cá, cá to luôn. Dạ. Mình gỡ cá này xong mình bán cá này là bao tiền một cân hả chú? 40 nghìn một ký thôi. Wow, rẻ ghê á. Đúng là mua ở đây 10, cái gì cũng rẻ ha. 10 lạng một ký. Là một cân, một cân chị. Là một cân 40 á. Nhưng mà đây là con cá gì nhỉ? Cá chích hả chú? Cá này làm gỏi là nhức nách anh ha. Wow, nhìn thích ha. Mà các chú gỡ cá mà rất là chuyên nghiệp luôn chị ạ. Nghề đó em, gọi là nghề đó. Chú ơi, chú đi Tây Bắc lần nào chưa ạ?
Chú đi Sapa lần nào chưa ạ? Chưa. Và con ở trên Sapa đó. Alo. Vâng. Bạn nào? Con là người Mông ở trên Sapa. Một ngày đánh bắt như vậy là vào thu hoạch tầm bao nhiêu tiền hả chú? Biển giả tiền theo à. Có bữa nhiều có, bữa ít có. Dạ. Chứ một... không có được. Một thuyền mình đi tầm bao nhiêu người vậy chú? Bốn người à. À, bốn người. Bốn người. Nhưng mà lên trên này là bắt mỗi cá này hay là còn bắt gì thêm nữa chị? Chắc lưới này là chuyên lưới cá chích hay là lưới nào hay là cá gì anh? Lưới này là chuyên một cái chích, còn lưới nó xưa thì cá khác nữa. Dạ, một loại lưới là một loại cá đúng không ạ? À. Kéo lên. Em cứ nghĩ là cứ thả cá xưa xong là mua hoài cá nhiều cũng còn quay được. Ngày hôm qua là cá nhiều hơn á chú hả? À. Mà con thấy như này là cũng rất là nhiều rồi nè. Nhiều nào nhiều. hôm nay là ít hơn hôm qua. Dạ. Như này là tầm trên con là rất là thích rồi này. Cá này nếu như mà phơi khô mà làm quả xoài cũng ngon nữa. Làm cá khô luôn này. Thế rất là nhiều loại cá luôn này. Là một cá chai này. Kho tổ. Rất là nhiều loại cá luôn. Chú năm nay bao nhiêu tuổi vậy chú? 64. 64 tuổi. Bỏ ra luôn. Khi nào chú về hưu ạ? Đây còn chết là cái hưu luôn à. Đời khổ. Dạ. Đời sẽ đau khổ. Đời sẽ đau khổ. Nhìn các chú dễ thương quá. Thân thiện. Chúng đó ổng sẽ xí gì ở đây tí. Được. Cái gì chứ? Dạ. Dạ. Rồi bác muốn cá rồi. Còn 40 ngàn một ký hay nha. Wow. Đây là có các chị, các cô là cũng ra đây nhập hàng luôn nè. Cá lộn xộn bán 60. Cá lộn xộn mấy 60. Cá lộn xộn quá, cá tùm lum cà la. Dạ. Bên đi này em lại nhớ ngày hồi bé và em đi hay cũng thả lưới nhưng mà lưới trên đấy bé lắm chị, tại vì suối á. Dạ. Đây là bắt đầu là cô lấy cá lên cô bán tiếp á cô hả? Chưa, con đang gỡ. Dạ, con đang gỡ nữa. Các chú là có coi YouTube không ạ? Hả chú? Chắc là ít xem điện thoại hả chị? Chị kênh nào đi? Hả? Kênh chị kênh nào? Bếp trên bạn. Cảnh đó, đúng cái mặt nghe cháu ơi. Bếp trên bạn. À ok, được á. Em cũng ở đây à? Ôi nhìn nhẹ thích ha. À nghề này ai thấy mà cũng ham, mà tiền bạc cũng có, công việc làm mà cũng trắng chê. Ban ngày làm mà túi lại mà ngủ mê, ai mua mắt mua dẻ bán ông nậu cha cho giàu, dồn tiền mua cũ xe lâu. Wow, chở phân mà chở cứt cái lần hầu mà nuôi con, thấy chứ cái nghề này cũng khổ lắm. Tôi nói là nghề để cướp quần dơ mà áo ướt. Đó. Thôi giờ hết rồi ha. Wow, hay quá chú ơi. Bắt đầu lên ghe đây nè. Bắt đầu là có một số ghe vào nữa chú ha. Cái này cái đấu nè. Cái đấu. Chú năm nay bao nhiêu tuổi vậy chú? Chứ dễ nhẹ nhỏ tuổi không con ơi. Năm nay non gần 60 rồi. U 60 rồi. Ô, xong rồi, ôi nhìn chú trẻ ghê á. Bây giờ là chú cũng chú có cháu rồi nhờ. Có rồi, có cháu rồi. Có ông nậu kia trẻ à. Ở đây em thấy người dân biển dễ thương quá chị ạ. Chưa đến là dễ thương, thân thiện. Nhìn các chú anh kiểu... Cái này mà lúc mà trời gió là đi trên biển chắc là ghe cũng gập gờn đó chú ha. Không có, nó lắc hết. Nó lắc như lắc hết cho đâu gặp quần. Con sẽ chúc các chú là bội thu lúc nào là cũng thắng lớn nè. Và chúc các chú sức khỏe. Dạ, chú ơi, ba chú nha. Dạ, con cảm ơn nha, con chào các chú nha. Các chú có dịp lên Tây Bắc là ghé bếp trên bảng. Bếp trên bảng sẽ mổ lợn cho chú ăn ạ. Vâng ạ, nếu các chú là có gì lên Tây Bắc thì con mổ lợn mấy các chú nha. Con chúc các chú nhiều sức khỏe ạ. Chú ạ. Vâng.
Dạ. Dạ. Dạ sao ạ? Nhớ đừng lấy chồng biển. Lấy chồng. Tại sao chú? Đang định đi nhưng mà chú bảo là đừng lấy chồng biển. Trên bảng rồi chưa có người yêu nhưng mà nhắc nhở là đừng có lấy người yêu là ở biển. Nhưng mà em nãy là em có thấy mấy anh chàng thanh niên khỏe khoắn là em hơi thích nhưng mà chú nghe lại bảo không được lấy chồng biển. Dạ, là chú nói là dân biển là đi đánh bắt xa bờ, đánh bắt ngoài biển khơi là bỏ cái bản nhà. Nhưng chú ơi, cô thích dân biển bởi vì mặn mà lắm ạ. Nhìn vui quá. Rồi con đi nha. Dạ, con cảm ơn cả nhà nha. Ôi, thật sự là thấy người dân đấy rất là thân thiện luôn đấy. Các chú đánh bắt cá ở đây. Ui. Em có thấy để ý không? Người đây. Dạ. Mọi người đều có một cái làn da ngâm đen là dạ, lên đơn trên biển đó. Đang bị say nắng của anh ấy, đang say nắng đây rồi nắng. Một anh đây rồi mà cái chú khuyên bảo là không nên lấy chồng biển. Nhưng mà chị khuyên là em nên lấy chồng biển này để có nhiều cá ăn. Đúng rồi chị, em là rất là thích ăn cá luôn á. Nhưng mà sao trên đấy có rất là nhiều bóng đèn chị? Nhiều bóng đèn là người ta đi câu mực đêm á em. Mình sẽ thắp hết tất cả các bóng đèn sáng lên, lúc đó mực với cá là sẽ bu, đúng rồi, tập trung lại bao quay lại ghe luôn. Nào rất là nhiều bóng đèn luôn á. Đây, đây là lưới ghẹ mà nãy là các thúng các ghe mà đi vào em. Bây giờ là người ta đang gỡ đúng không? Những cái này là đã gỡ xong hết rồi, mình sẽ đi xuống ở dưới kia nữa. Wow. Ngày xưa em chỉ thấy trên TV làng chài như kiểu mấy cái làng chài mà người ta hay con ốc này. Đây là đây là chị ơi cho em quay một xíu nha. Đây là con cúm núm. Cúm núm. Đây nè, chị đang gỡ cái con cúm ra nè. Gỡ cái này cũng rất là khó ha. Đúng rồi, nó dễ bị rách lưới lắm. Hình như là mình cứ quăng lưới là có cái gì mình lấy hết á. Đúng rồi. Cái kia kia có con ghẹ bự to lắm kìa. Này ái mí. Wow, này bé. Con ghẹ xanh. Ghẹ 300. Thích quá ha chị ha. Mà cái này phải cần sự tỉ mỉ. Thì nó mới tháo được. Có một loài tôm tích của miền Trung rất là ngon. Bên kia kìa. Dạ, chị cho em xem được không? Đây, tôm tích. Nó màu xanh này. Hay từ từ nghe coi chừng là nó quay đi. Nó búng á, để anh giúp mình kìa. Bơ. Đây là con này màu khác hoàn toàn. Nhưng mà em thấy con tôm tít này lạ quá ha chị. Đây là tôm tít vàng. Wow. Ngon lắm. Ôi. Mà đắt tiền nữa. Cái là đắt tiền luôn. Cái này con nít á, con nít mà hay đá dầm á. Cho nó ăn là nó hết à. Sao ạ? Con nít mà tấu ngủ nó hay đáy dầm á, đáy mới á. Dạ. Cho nó ăn vài lần hết à. Dạ em cũng biết rồi, khi nào mà con em đáy dầm là em sẽ cho ăn con này. Đáy dầm còn ăn còn hết nữa chứ. Cái con này là con cá rảnh mà nó giống con cá bơn ha. Giống con cá bơn Hàn Quốc ha. Nhìn yêu quá ha. Chị đang ghẻ. Rồi lấy hết mớ đó đi. Em cảm ơn nha. Cảm ơn ạ. Đang có với cái cô đang ăn bún gì nè. Dạ con chào cô. Cô đang ăn bún riêu á cô. Mì quảng bún riêu. Dạ. Em chào anh Thái nha. Em Thái nhà biển đây. Bữa đó mình lên đi quay á. Dạ. Hấp dẫn nha. Cô ơi, cái này mình tranh thủ mình ăn để mình gỡ, mình làm đúng không cô? Ăn cái nóng con à. Gọi là ăn vội á. Nhìn các cô ăn ngon quá. Thích quá. Dạ. Có, em biết vì sao không? Hôm bữa trước là chị có quay một tập ở đây là đầu người đầu tiên quay luôn. Các cô, các chú là nhớ bạn Thái rất là kỹ. Và đây cũng là một là trong những là anh Thái là cùng tinh Thái nhà biển luôn. Đây, anh Thái còn độc thân vui tính á hai em. Hôm nay em dắt hai bạn trên Tây Bắc về giới thiệu với anh Thái nè.
À, hôm nay được nhiều không anh? Dạ. Vài triệu không anh? Dạ, dạ. Được vài triệu thôi. Nay anh còn độc thân không ạ? Rồi mới đi Sài Gòn mới về kiếm người đi Sài Gòn mới về. Mới đi Sài Gòn kiếm người. Dạ. Dạ. Wow. Cái này là bước. Cái này là không được bước qua lưới đâu nha cả nhà ơi. Nếu là mình bước Nếu là mình mà bước qua thì mình phải bước lại nha. Đây là ốc nè. Ốc này sống luôn. Ốc này thấy người ta ăn xong người ta lấy cái vỏ này đi bán ấy. Đây là ốc giấm hay được gọi là ốc mè. Ốc này làm gỏi hoặc là mình nướng món hành cũng rất là ngon. Nên em thấy một chị mua rất là nhiều ốc này, mình ăn xong mình có thể tận dụng cái vỏ này trang trí nhà chị này. Còn đây là ốc tỏi. Là ở giữa con ốc nó hai có hai tép tỏi luôn. Và ăn rất là thơm mùi tỏi luôn. Đây là ốc giác nè, nhiều. Dạ. Chị gì ạ? Chị bệnh bú. Wow. Đây là ốc giác. Ôi, cái ốc này nhìn lạ quá chị ạ. Ốc này xào rau muống ngon lắm á, bếp trên bảng ơi. Ôi. Em nhìn lạ. Dạ, con chào chú. Cái ốc này này chị nè. Nhìn màu nó lạ. Đẹp ha. Màu nó ở đây là thường là các cô chú là đánh bắt lên và sẽ gỡ lưới tại đây, là sẽ có người tới đây thu mua luôn. Này. Con ốc chui từ ngoài ra luôn. Đúng rồi, đây là ốc khế mà không thấy cái vỏ đâu. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy cận cảnh toàn thân của con ốc. Cầm. Bây giờ biển em phải một lần trong đời cầm nó. Toàn thân của con ốc đây nha người nha. Ôi nhìn cái vỏ nó sầm suối à. Ốc này nè, hơi đắt tiền á. Ốc này phải trên 200 ngàn một ký. Ở đây là có các chị tới phụ luôn. Ui, các chị vợ. Cái này mang về trang trí nhìn đéo ha, ăn xong á, cái vỏ tận dụng cái vỏ trang trí luôn á. Như hôm trước mình đi chợ đầm là một cái vỏ ốc này là 40.000, 30.000. Một cái vỏ ha. Ốc này là còn vỏ luôn khoảng mười mấy ngàn một ký rồi. Rẻ, ở đây rẻ đó. Ở đây là các cô chú là gỡ lưới là trải dài từ đầu xuống này luôn. Đây ghẹ nè. Đây là một loại ghẹ khác nữa. Ghẹ này hay được gọi là con ghẹ dẻ. Đó, ghẹ này bao nhiêu tiền một ký vậy cô? 100.000 cô hả? Ồ, gỡ cá nữa kìa. Cái này mình gỡ tầm bao lâu xong cô nhờ? Dạ. Giờ này là bắt đầu là cũng xong rồi nhỉ. Cái ghẹ này tháo phải rất là kiên trì ấy chị nhỉ. Mới lại sợ bị trúng tay nữa. Vâng. Mình nghe phải rất là kiên trì thì mình mới có cái gỡ hết cái chỗ lưới cá này. Ở đây cháo cá của Nga là chị dắt em đi ăn luôn, là đối diện này là mình vừa ngắm thuyền tàu mình vừa ăn cháo cá luôn. Đó cái chỗ mà đông đông nè. Đông ấy. Cái chỗ kia đúng không chị? Chào các cô chú ạ. Chào các cô. Ồ, ốc quá trời luôn. Cô có rất là nhiều ốc nè. Dạ. Còn ốc to nữa. Hôm bữa trước mà chị đi em quay ở đây nè. Dạ. Các anh, các chú lần đầu tiên được lên TV mừng lắm mà không cho chị về luôn. Dạ. Bắt chị ngồi đó luôn, không cho chị về. Ờ, yêu thế. Các cô chú thân thiện chị nhỉ. Nè. Đấy, cháo cá là chỗ khu đông đông nè. Thấy chưa? Ui, thế quán này là chắc là đông khách nhân. Quán này nổi không chị? Quán này thì lúc trước thì có một nhà báo quay. Sau đó là người thứ hai là chị. Người thứ ba là anh Dũng. Và tiếp tục là tới bếp trên bảng. Lần đầu tiên ăn cháo cá. Dạ. Giờ đang đói lên thèm đi cháo nha. Rồi đó. Xe á. Xe nha. Cháo cá này là cô bán là rất là nhanh hết. Thế là mình tranh thủ. Đây cho đây em. Để xem thử cô Nga có nhận biết được chị Thái nhà biển không. Con chào cô. Chào cô ạ. Cô dặn cho mình rồi. Ôi, đây dạ. Nồi cháo này nhìn ngon quá ha. Ôi, đây là... nha. Bắt cá nha. Dạ. Ở đây Thái thịt cá quá.
Dạ con cảm ơn cô. Cô ơi, cô ơi, cô bán một tô cháo bao nhiêu cô? Cô bán một tô cháo bao nhiêu ạ? 25 ngàn. Chia cho con ba cháo nha, đầy đủ nha. Cho cô kèm một xíu cho cô ngay nha. Đây cháo này là mình nấu với cái gì mà nó màu xanh thế là cô? Hả? Cháo này mình nấu với cái gì mà nó màu xanh ạ? Nấu lại lá dứa lại đậu xanh. Lá dứa với cái đậu gì xanh nữa lọc lọc. Cái đó là cá ngừ. Cá ngừ ạ? À, cá ngừ là cá lát. Còn cá nục là cá con nè. Thế bên kia là nồi cá gì đấy ạ? Cái đó là bạc má. Cái này là bạc má. À, wow. Nồi cá bạc má nhìn ngon quá cô ơi. Hình như là mỗi nồi là cô nấu là cái gì nữa là cá nhau hay sao á? Sao ạ? Có phải không cô? Đây là mỗi nồi là một loại cá không ạ? Không, ba loại. Không phải tổng cộng là ba loại. Cái nồi bên này là nồi cá gì đấy ạ? Cái đó cũng bạc má luôn. Người đen cái mùi cái này bạc má ăn rất là thơm luôn. Mà ăn ở đây cá rất là ngon luôn và phải nhai được xương luôn. Đó là cách để nấu mà giữ được nguyên tình trạng con cá luôn á thì không có mà chỗ nào là bằng cô Nga hết cả nhà. Hầu như là các khách hàng này hoặc là các bạn bè là Thái đi về lúc nào cũng ghé cô Nga hết. Cái này thấu tiền chưa? Thử nghe. Đồ cháo thơm á, em ở đây là ngửi thấy mùi rất là thơm luôn rồi. Cô ơi, cô bán đây là mấy năm rồi cô? Cô bán trên 10 năm. 10 năm rồi. Và mình ngồi đây là rất là thơm luôn á. Chuối à? Đúng rồi. Hoa chuối, đây nhìn, em nhìn xa em chỉ như kiểu nấm nhỉ? Để như vậy là 25 ngàn cô ạ. 25. Đây là có cả hoa chuối này, xong là có cá kho này. Rồi 4 tô cá nục nha. À, cho cô cá chưa? Đúng không ạ? Cháo có hết cá rồi, không có rau cá rồi. Để mà nút một cái nồi cháo lớn như thế này rất là nóng và rất là dễ bị phỏng. Em ơi, tính tiền hả em? Đây này, cô có cả hai nồi cháo siêu to khổng lồ luôn. Cô Nga bán từ mấy giờ cô Nga ơi? Từ 6 giờ tính đến 9 giờ. 6 giờ. 6 giờ đến 9 giờ sáng là sẽ hết cháo. 9 giờ hai nồi này có phải cái nồi siêu to. Hằng ơi, không biết là được bao nhiêu bát nhưng mà em nhìn thế này là kha khá rồi nha, hai nồi rất là to luôn. Xung quanh mình là khách hàng tới là cô rồi, quay liên tục. Rồi Lộc ơi, cái đó của anh đó là của chị á là 3 phần 90 với lại kia 3 phần 75 nữa là 165 đúng không? Đây là món này cô sẽ bán 2 nồi quay 2 thùng. Rồi 4 cái gì? Em ăn cá ngừ hay là ăn cá bạc má? Đây là cá ngừ đây đúng không? Thôi em ăn em cá ngừ đi. Em ăn cá hai ấy. Rồi nè. Cá nục ở đâu nè? Ba tô cháo hai loại cá luôn ạ. Rồi bỏ ba. Rồi mấy em ngồi. Hằng ơi bỏ bàn cho cô hả? Dạ. Bỏ bàn cho mấy rồi. Cá to ha. Nhìn lên cô tưới nước sốt lên nè. Rất là thơm luôn. Cái cá bạc má này là hồi sáng mình quay ở cảng em là cứ cá tươi xanh á mà mọi người dành mua á. Một ngày là cá bạc má là cô bán tầm bao nhiêu ký của Nga ơi? Trên 20 ký. Cô bán kèm ăn. Thế là một ngày là cô bán hết tất cả các nồi này đúng không? Wow. Không, chiên cá bạc má là 20 ký nha. Còn cá ngừ nữa là cá ngừ là tầm khoảng 20 ký luôn á cô. Là hết 40 ký cá trong một ngày. Wow. Rồi. Thêm hai nồi cháo nữa. Cho hai em này nữa. Bây giờ đói bụng rồi ăn nha. Tương quá. Sáng dắt đi sớm quá giờ đói cả nhà nhưng mà để bụng đói ăn cháo mới ngon. Cá đó lên đây nè. Giới thiệu với cả nhà đây là cá ngừ nha. Đây là một bát kèm như này là 25 nghìn. Đây này có cả ăn kèm với hoa chuối này, cá ngừ này mà rất là mềm luôn, rất là thơm này. Đây là cá trích đúng không chị? Không em, đó là cá bạc má. Cá bạc má đúng rồi. Cá bạc má. Thế là em tưởng là cô đổ hết chung một cái bát cháo nhưng mà không, là cô để theo từng cái bát. Là để ăn riêng nếu là mình thích đổ vào thì cũng được, còn nếu không thì mình ăn có thể ăn vừa gấp ở đây cũng được. Đúng rồi. Miếng của em cô cho to chưa? Hấp dẫn ha. Thì em phải ăn hết nha. Ăn miếng ăn trước luôn nè, ăn miếng ăn thử trước nè. Đây.
mình là ăn thật đấy, không phải ăn thử đâu. Anh mới review trước à? Rất là đói. Em mời anh chị, em mời chị nha. Ngon không? Nói thật lòng nha. Dai không? Cá này là cá kho đúng không chị? Đúng rồi, cá ngừ kho. Anh chị ăn ở đây chị rất là thích món hoa chuối. Nhưng mà hoa chuối ở đây khi em muốn ăn được em phải lấy cái tim nha em bỏ. Nên là để ra được một nồi hoa chuối là cô Nga là phải cho nhân viên bỏ cái tim ra. Cái tim rất là lâu. Cho nên là chị rất thích ăn món này luôn. Hơi hơi chát đúng không chị? Đúng, chính xác. Trên em là cũng hay làm nộn hoa chuối nhưng mà em cho hết cả cái tim vào. Đây là để được một mẻ hoa chuối này cũng rất là kỳ công ha chị. Em mời chị nha, mời tất cả các bác nha. Chị có kê một phần cho cameraman là phần thật cẩm như vậy luôn. Em phải ra những thước phim hay nha. Em ăn em cảm nhận cháo nha. Thì rất là mềm mà ăn cá hơi ngọt ngọt tại vì kho với cá chua ra. Ăn rất là tết luôn. Rất là đặc luôn. Có con bị bán luôn. Thơm không? Ăn cùng với cá cực kỳ ngon luôn. Mà cá này ăn với cơm cũng ngon ha. Chị ơi, em lần đầu tiên em mới ăn cái món cá này ngon hả? Mà kho kho cái kiểu em rất là thích luôn cái vị này ấy. Rất là ngon luôn đấy chị ạ. Kiểu như là nó không quá mặn, nó cũng không quá ngọt, nó tầm vừa ăn. Chị cứ thương thử miến cá vừa ăn rất là mềm ngon. Đây đúng kiểu hương vị em thích các chị. Chị Vương có thấy quen quen không? Có miến cá gần giống như là miến cá ở trong trong cá hộp ấy, cá hộp. Cá hộp ba cô gái nhưng đúng mà, không? Vâng. Nhưng mà không ngon bằng cá này, bởi vì cá này làm từ cá tươi ấy nên là ngon hơn. Nhưng mà có cái là kho cá mềm nhưng mà vẫn giữ được nguyên con cá như thế này. Nếu như mà mình không biết cách kho á là mình sẽ bị gãy hoặc là bị chóc. Nếu như em ăn tí nữa em ăn con cá này á là em thấy trong này nè, em ăn được cả xương luôn. Xương rất là mềm luôn. Cái này được gọi là cá bẹt má. Người dân địa phương như chị á là chị sẽ ăn như kiểu như thế này. Là giờ chị sẽ mình cho chén nước vào ăn cho nó đậm đà. Đấy. Còn nhiều người á là sẽ thích ăn cái cháo không. Tại vì cháo không á là cháo lá dứa với đậu xanh rất là thơm và ngon. Em thử không? Thử đi. Thử đi. Theo cách người địa phương nha. Ăn thử theo cách của chị. Nhưng mà em ăn là em cào cào cái lớp trên này thôi, tại vì cháo nó nóng á. Bỏ thêm ít sau. Đừng. Chị gọi là nhức nách. Nhức nách. Ngon nhức nách. Nhưng mà công nhận ngon thật đó chị. Lần đầu em ăn món cá kho mà nó ngon, bất hợp khẩu vị của em thì nó hơi ngọt ngọt nhưng mà hình như người ta kho bằng cà chua hay sao đúng không chị? Chị cũng không biết, nó bí kíp của người ta rồi. Bí kíp, bí truyền, gia truyền. Vì cái vị này hình như có cả cà chua, cái kíp gia truyền. Bí kíp rồi. Đây là em thấy dọc dãy đường này là quán nhà cô là đông khách nhất hả chị ha? Đúng rồi, nổi tiếng nhất Phan Thiết luôn. Thì là hôm nay chị kho thử là dẫn mình đi ăn quán rất là ngon luôn cả nhà. Ra đây là có thể ăn cái ăn sáng này. Ăn sáng một ăn buổi sáng á. Chiều cũng được ha. Không, cô chỉ mở từ 6 giờ sáng tới 9 giờ sáng thôi là hết hai nồi cháo to. Nhưng mà cô nói là bán buổi sáng như vậy là mình ngủ vậy nó hơi lạnh á, mình ăn vào cổ họng của mình nó sẽ ấm. Bụng mình ấm thôi, cả người mình ấm luôn ấy. Cháo dứa này rất là thơm. Không biết là mình mà học được cái bí kíp này mình về mở trên Tây Bắc thì chắc là bán chạy lắm ha. Trời ơi, chắc là bán đắt khách lắm đó. Nhưng mà để lên Tây Bắc á thì các bạn má này em sẽ bỏ vào kho đông lạnh. Vận chuyển xe đông lạnh lên Tây Bắc. Sau đó sẽ nấu cái kho.
Nhưng mà ở trên Tây Bắc vận chuyển xa quá, cá không được tươi, không sợ không ngon bằng ở đây đâu. Đúng ạ. Ở trên em thì người ta chỉ bán trong cái hộp mà cá, cái hộp cá con cá này này. Ừ. Hồi bé là bọn em hay mua ăn mà thích lắm. Tại vì trên đấy là hải sản là rất là ít. Ít luôn, hiếm. Nên là trên đấy, lên trên đấy là rất là đắt. À, cái con cá hộp này em nhớ vị tuổi thơ của em ngày xưa hay mua cá hộp ăn. Mà hiếm lắm, cái cá hộp này rất là hiếm nha. Vị cần giống ha chị Thơ. Ăn hết nha. Đây. Đây là cái lá để hoa chuối. Hoa chuối của nó này. Ăn nó rất là ngon luôn. Chị nhỉ? Ăn nó thấm gia vị trong này không? Nhưng mà ở đây view rất đẹp nha cả nhà. Sáng sớm mà 6 giờ sáng mà ăn là ngắm bình minh ơi dậy chưa. Là ngắm được các tàu thuyền và các cô chú ngư dân kéo lưới lên á. Nói chung là làm cho mình một cái thoải mái với lại gọi là gì ta? Một cái được bình yên hả? Bình yên. Bình yên. Ôi, đúng là buổi sáng ăn một bát cháo trắng thì là hết sảy. Con hết sảy con mà bảy. Như chị vừa bảo là mình sẽ ăn cả xương của nó luôn nha. Em nhai luôn, xương ngon lắm. Xương luôn. Ừ. Rất là mềm luôn sao chị? Ừ. Bên ngoài con cá là còn nguyên con, nhưng mà bên trong cái xương ngon lắm. Xương rất là mềm luôn. Ừ. Tan trong miệng mình luôn ấy. À. Ngon lắm. Dạ, dạ. Lạ lạ nữa đúng không? Còn nốt miếng cá cuối cùng à. Nhưng mà em nghĩ là em nghĩ là 25.000 là mắc hay rẻ? Rẻ quá là rẻ luôn, rẻ đúng không? Chất lượng nè. Để kho được cái cá này mất rất là nhiều thời gian ấy. Thì rất là mềm mà ăn rất là chất lượng, nó rất là ngon nữa. Thì nhà cô bán gần ngay cảng cá, cá thôn đấu cũng rất là tươi. Mà cơ sở của cô này chỉ có một cơ sở duy nhất thôi cả nhà. Cô Nga Phạm Văn Đồng. À, địa chỉ Phạm Văn Đồng nha. Địa chỉ của cô là bao nhiêu Phạm Văn Đồng à? 64 Phạm Văn Đồng. Đường bờ, đường bờ kè Phan Thiết nha cả nhà. Mọi người đi du lịch Phan Thiết là mọi người có ở thành phố Phan Thiết là mọi người có thể ghé qua ăn một quán ăn cháo cá kho cực kỳ ngon luôn. Ăn sáng mình đảm bảo mọi người sẽ không thất vọng được. Nói chung á, ở đây á, ban đầu là khách địa phương rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn, và sau này được em Thái về thì xin cô quay, cô nói là quay đi để cô cũng thích lên tivi lần đầu tiên cô lên. Cái ngày trước là cô có một số anh chị phóng viên tới nhưng mà quay một đoạn ngắn thôi. Khi mà chị quay lên rồi á là các cô chú á, mà về á, người ở ngoài nước về á, ghé vào cô ăn rất là nhiều và có khách đặt nguyên một nồi cá kho luôn. Wow. Đặt nguyên một nồi cá luôn là để ship vào Sài Gòn để ăn luôn. Mà công nhận bí cái gia truyền của cô ạ, nấu cá kho rất là ngon luôn. Lần đầu mà em ăn cá kho mà hợp khẩu vị của em như nào em? Hấp nước luôn, chan nước vào cá luôn, vào cháo luôn ạ. Nhưng mà mọi người không ăn được cay thì có bảo thể bảo cô là không cho ớt vào nha. Nhưng mà mình lại thích ăn cay hơn. Kiểu cay cay ngọt ngọt đúng không? Ở đây cả nhà tới là người địa phương rất là nhiều. Người địa phương là nhiều lắm. Mà có các em bé thường ăn cháo không. Cháo không á, cháo lá dứa không á. Nhưng mà cháo này ăn rất là thơm chị ha. Có cả đậu xanh á. Cháo không đã rất là ngon rồi chị nhỉ. Cháo rất là thơm á. Rất tiếc là vợ chồng anh Hải và anh Phạm Dũng và chị Diễm là không ăn được món cá kho này. Sáng mình trốn đi mà. Tiếc cho anh chị quá. Sáng là ngủ dậy sớm ở cả nhà nên là mấy chị em mình quyết định đi thăm cảng cá luôn. Hôm qua là mọi người quay clip cũng đến rất là muộn rồi. Nên là mọi người ngủ nghỉ ngơi để lấy sức để hôm nay quay nữa. Thì hôm nay thì ba chị em tối ngủ tâm sự, sáng thì tự nhiên trùng hợp dậy rất là sớm nữa. Bơ phát hiện gì không? Hai chị em mình là cháo còn mà cá hết, này nó ăn cháo rồi chứ gọi là cháo ngon. Em để dành mà em ăn từ từ nhấm nháp kìa.
Cẩn thận có xương nhá anh ấy nhá. Nhai từ từ thôi. Để cho chị xin miếng bắp chuối nha. Bắp chuối thì ngon lắm. Mình là hai chị em mình là ngon mà ăn hết và anh Mí thì vẫn ăn từ từ. Không, ai Mí là ăn tới hai đĩa cá. Hai chị em mình mỗi người có một đĩa thôi. À đúng rồi. Tại vì nãy Mí nói là cho em hai đĩa đi. Đấy, cho hai đĩa em đấy. Hai đĩa rồi. Mà cháu ăn hết đây nè. Ăn khỏe nha. Đừng xương à. Em ăn hết cháo rồi, anh chị phải ăn hết cháo. Cháo rất là ngon. Chị bò không? Ừ. Hôm nay là rất cảm ơn chị Thái Nhà Biển đã dẫn hai chị em đi là thăm cảng cá của người dân, là biết là người dân sinh hoạt như thế nào, là các cô chú là đi đánh bắt như thế nào. À, hôm nay là cảm ơn cả nhà đã xem video của Bếp Trên Bản. Là Bếp Trên Bản là cũng đã đạt nút bạc rồi. Cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương chị em tụi mình. Và mọi người nhớ đăng ký kênh cho Bếp Trên Bản, chị Thái Nhà Biển. Và hôm nay là cũng rất cảm ơn khán giả và chị Thái nha. Hôm nay là may mà chị có thời điện nhờ chị mà tụi em biết rất nhiều điều về cuộc sống như cũng như bà con ở đây. Rất là thân thiện, rất là thích ở đây. Cảm ơn cả nhà đã xem video của tụi mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.